Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, sau 10 năm, 2008-2018 được chọn làm khâu đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành tôm đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, luôn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm 42% GDP toàn tỉnh. Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, năm 2008, tổng diện tích nuôi tôm của tỉnh là 120.924 ha, đến nay đã tăng lên trên 131.600 ha, tăng bình quân mỗi năm 0,95%, sản lượng tôm từ 63.985 tấn vào năm 2008, đến nay đã tăng lên trên 116.300 tấn, tăng bình quân mỗi năm 6,87%. Trong 10 năm qua, ngành tôm đã góp phần đem lại giá trị sản xuất ngành thủy sản của Bạc Liêu là trên 29.700 tỷ đồng. Chúng ta tập trung lan tỏa nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nữa các cái công nghệ về nuôi tôm công nghệ cao đó cho trong nhân dân, rồi thu hút nhiều doanh nghiệp nữa để mà chúng ta có được nhiều cái vùng nuôi hơn, để từ đó khẳng định là cái mô hình công nghệ cao mà sản xuất trên địa bàn Bạc Liêu là những mô hình tiên tiến nhất và có hiệu quả cao nhất. Thì trên cơ sở đó là chúng ta sẽ dần đạt được cái mục tiêu đặt ra, đó là Bạc Liêu trở thành thủ phủ của quốc gia về sản xuất tôm công nghệ cao. Tỉnh Bạc Liêu được chính phủ cho phép thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển tôm và tiến tới xây dựng thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Đến nay, toàn tỉnh đã có 10 đơn vị, doanh nghiệp sản xuất theo mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và hơn 280 hộ dân áp dụng các mô hình này. Có thể nói là sau khi được Thủ tướng phê duyệt dự án về khu công nghệ cao mà chuyên về tôm, cũng như là được sự chỉ đạo của Thủ tướng là Bạc Liêu trở thành cái trung tâm ngành tôm công nghệ của quốc gia, thì Bạc Liêu cũng đã có nhiều cái nỗ lực. Theo đó thì hiện nay Bạc Liêu cũng đã có nhiều cái doanh nghiệp nuôi tôm công nghệ cao trong phát triển Bạc Liêu. Hơn một năm qua thì hiện nay thì các cái doanh nghiệp của Bạc Liêu đã triển khai gần 1.000 hectare nuôi tôm công nghệ cao, và bà con nông dân cũng đã triển khai hơn 200 cái mô hình công nghệ cao để nuôi tôm, và diện tích cũng gần 1.000 hecta, cho thấy là hiện nay cái việc mà hưởng ứng cái phong trào nuôi tôm công nghệ cao của tỉnh là rất cao. Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã kiểm soát toàn bộ chu trình nuôi thông qua công nghệ cho ăn tự động, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để kiểm soát các chỉ tiêu môi trường nước, hệ thống công trình nuôi được sắp xếp, bố trí hợp lý, liên hoàn từ hệ thống ao nuôi, ao lắng, ao trữ nước, ao chứa chất thải và hệ thống xử lý chất thải đang dần hình thành biogas. Đặc biệt, với quy trình nuôi ứng dụng công nghệ cao này đã kiểm soát tốt đàn tôm nuôi, tôm lớn nhanh, ít dịch bệnh, tỷ lệ rủi ro thấp, cho năng suất cao và hơn cả là góp phần bảo vệ môi trường nuôi, hướng đến xây dựng thành công quy trình nuôi tôm bền vững, cho năng suất, chất lượng cao. Đây được đánh giá là những thay đổi đột phá cho nghề nuôi tôm ở Bạc Liêu, hiện nay khi người nuôi gần như kiểm soát hoàn toàn quá trình sinh trưởng và chất lượng của con tôm công nghiệp. Tập đoàn Việt Úc hiện nay chúng tôi đang là cái nơi tiên phong để triển khai các giải pháp về công nghệ cao trong nhà kính trên cái quy mô lớn và ứng dụng các cái công nghệ vượt trội vào trong cái quá trình sản xuất này. Thì các cái lợi ích mà chúng ta tạo ra từ mô hình này nó chẳng những riêng về cái phần sản xuất mà góp phần đóng góp rất lớn vào việc xây dựng hình thành thương hiệu ngành tôm của Việt Nam. Đây là một tiền đề quan trọng để chúng ta giữ vững và gia tăng giá trị gia tăng của con tôm. Một vấn đề mà sau một khoảng thời gian rất dài thì chúng ta gặp thường xuyên cái tình trạng được mùa mất giá hoặc là giá cả bấp bênh theo chiều hướng giảm. Nhiều công ty, doanh nghiệp đã ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào nuôi tôm. Trong đó, công ty Việt Úc Bạc Liêu đã đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước nuôi tôm. Đây là đỉnh cao công nghệ ngành tôm thế giới, Bạc Liêu là địa phương đầu tiên trong cả nước có cơ sở nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh, theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới. Định hướng của chúng tôi sắp tới sẽ sử dụng những cái mô hình khoa học để mà đưa vào sản xuất cái con giống hết sức là chất lượng. Thì chúng tôi là một cái đơn vị được Bộ Nông nghiệp cho phép gia hóa con tôm bố mẹ tại Việt Nam. Thì hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái công việc này thì để liên kết với Viện Nuôi trồng Thủy sản CERO của Úc để mà thực hiện cái chương trình này cho nó hiệu quả. Thì chúng tôi hy vọng rằng sắp tới chúng tôi sẽ góp phần rất lớn trong vấn đề nuôi trồng thủy sản của tỉnh.
là địa phương có điều kiện tự nhiên, thời tiết phù hợp để nuôi tôm và sản xuất con giống. Chính vì vậy, tỉnh Bạc Liêu chiếm hơn 50% vùng đồng bằng sông Cửu Long và 20% cả nước trong sản xuất tôm giống chất lượng cao. Trên địa bàn tỉnh hiện cũng có nhiều nhà máy chế biến, xuất khẩu tôm có tổng công suất dẫn đầu cả nước, góp phần quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm tôm của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước, Bạc Liêu đã xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp làm hạt nhân cho chuỗi giá trị sản xuất tôm. Với sự tham gia của nông dân, triển khai xây dựng thương hiệu tôm Việt, nhằm khẳng định vị thế con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới. Đối với cái việc mà chuẩn bị cho cái nuôi tôm sắp tới, đặc biệt là cái vụ nuôi tôm năm nay đó, thì có thể nói Bạc Liêu cũng đã sẵn sàng, đặc biệt là đã có nhiều cái mô hình công nghệ cao phát triển rất tốt, trong đó là ứng dụng về cái nuôi tôm mà để giảm giá thành nuôi tôm. Tôi nói thí dụ như là vật tư đầu vào, rồi xử lý môi trường, vân vân, thì những cái này đó là Bạc Liêu đã, nhiều doanh nghiệp Bạc Liêu đã làm khá tốt. Để phát triển nghề nuôi tôm một cách bền vững, tỉnh Bạc Liêu đã và đang đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, đó là tăng cường các hoạt động, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiếp cận thị trường, đầu ra cho nông, thủy sản của tỉnh, tăng cường năng lực dự báo và thông tin thị trường trong nước và quốc tế đến với nông hộ, doanh nghiệp. Tỉnh cũng đẩy mạnh việc quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nhằm thúc đẩy tiêu thụ nội địa. Các công tức dự tính, dự báo về giá cả, về giá cả vật tư đầu vào, rồi giá cả tiêu thụ sản phẩm, thì hiện nay thực ra công tác này cũng tương đối là khó. Chúng tôi cũng cố gắng phối hợp với các cái đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp, làm sao mà cái việc thông tin giá cả, rồi thị trường tiêu thụ, vân vân, làm sao đến sớm được cái bà con nông dân để bà con nông dân chúng ta chủ động trong cái khâu sản xuất của mình. Về giải pháp trước mắt, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người nuôi tôm ứng dụng các mô hình nuôi tôm mang lại hiệu quả cao, ít rủi ro, tăng cường kiểm soát con giống, mầm bệnh, môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm. Một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến một vụ nuôi tôm đạt hiệu quả cao, đó chính là chất lượng con giống. Bên cạnh đó, để một vụ nuôi thành công, quy trình nuôi cũng cần phải được đầu tư kỹ lưỡng, tuyệt đối người nuôi tôm không chạy theo phong trào, sản xuất ngoài quy hoạch, không có thông tin về thị trường. Này có thể nói là sau khi cái công nghệ cao nó phát triển đó, thì theo đó cái môi trường nuôi cũng gặp nhiều khó khăn. Thì hiện nay Bạc Liêu cũng đã có mời gọi nhiều cái cơ quan, nhiều viện trường, nhiều nhà khoa học để nghiên cứu làm sao đó mà chúng ta xử lý triệt để cái được cái môi trường sao nuôi. Thì hiện nay cũng đã có nhiều cái mô hình là đã ứng dụng, ví dụ như là dùng khí biogas để xử lý qua biogas, rồi xử lý một số cái khác đó, thì chúng ta thấy là bước đầu cái xử lý môi trường sao nuôi đó là cũng đã khá tốt rồi. Thứ ba là giống, chất lượng nước, thì những cái này đó thì Bạc Liêu cũng đã có một cái trung tâm giống khá tốt của Việt Úc. Rồi nước đó thì hiện nay thì Bạc Liêu cũng đã có nhiều cái mô hình xử lý nước trong nuôi tôm, thì chúng ta thấy rằng là những cái này đó là nó dần dần nó đã khắc phục được những cái hạn chế ban đầu của cái nuôi tôm công nghệ cao. Thì chúng ta hy vọng là trong thời gian không xa nữa thì cái ngành nuôi tôm, đặc biệt là nuôi tôm công nghệ cao của Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Long nói riêng sẽ phát triển rất là tốt. Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2020 có từ 4 vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trở lên, trong đó có 3 vùng nuôi trồng thủy sản và 1 vùng sản xuất giống thủy sản. Đến năm 2025 có từ 10 vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trở lên, trong đó có từ 9 vùng nuôi trồng thủy sản và 1 vùng sản xuất giống thủy sản, quy mô 2.070 ha, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản đến năm 2020 đạt 750 triệu USD và năm 2025 đạt 1 tỷ USD. Chúng tôi rất mong muốn nữa đó là đang củng cố các doanh nghiệp hạt nhân nằm nền tảng để trên cơ sở đó có thể phối hợp chặt chẽ với những hộ nông dân, những hợp tác xã, những tổ hợp tác để chúng ta hình thành những vùng nuôi mang tính chất tập trung nhưng phải bền vững. Để hoàn thành các mục tiêu này, Bạc Liêu sẽ khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm với người dân được hưởng chính sách theo quy định hiện hành. Khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia tổ hợp tác xã, hiệp hội nuôi tôm công nghệ cao được hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm. Tiếp tục thực hiện và triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng hiện hành đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giúp các doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia bảo hiểm tôm nuôi,